Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác mình. Thì hôm nay mình mà bán ít mấy cái máy ha, có ba cái máy thôi. À, cái clip hồi sáng mình có đăng mình bán cái sạc bình 100V đó, thì hôm nay chủ nhật thì mình chưa có ship hàng với lại anh em đặt pin mình đó. Thì hôm nay chủ nhật đó, thằng shipper này nó không có làm việc, nó nghỉ, nhật nghỉ cho nên nó không có lấy hàng. Ngày mai mình sẽ gửi hàng cho anh em ha. Giờ sẵn hôm nay thời gian mình bán thời gian có mấy cái máy thời gian cũng ít, cho nên mình sẵn cái sạc bình nó còn ở đây với mình, thì mình hôm nay mình test cái những cái công nghệ trong cái sạc bình này cho anh em ha. Nói chung là cái sạc bình này là mình hồi sáng mình bán là mình hơi nhầm giá, nhưng mà cho nên anh em này mua được thì thôi, thì lỡ thì mình bán rồi chứ mình không có nói hai lời mình nói được, tại vì cái giá mình bán là cái giá lấy về một cái mẫu, cái người bán hàng cho mình đó đưa mẫu cho mình một cái để về mình test, mình đưa cái giá mình mua vào, mình chưa có tính có đồng lãi ra, cho nên hồi sáng mình bán cái giá này thì nói chung là anh này mua cũng hời đi, giá này cũng rất là hợp, rất là im cho anh em, tại vì hàng bãi thì nó cũng đã là hơn 300.000 rồi, và trong khi đó là hàng cũ, thì cái này là hàng mới 100% chưa sử dụng, và cái này là loại đời này cũng như mình thấy là ở coi như nó cũng dạng hàng đời mới đi, mình cho nó đời mới của mình đi, nhưng mà hàng đời cũ của Nhật nha. Và mình sẽ cho hôm nay cho anh em xem những cái thông tin về những cái pin và những cái nơi sản xuất của cái máy sạc bình này, để chút mình sẽ nói sao những vấn đề đó nha anh em. Giờ trước tiên mình bán cho anh em mình cái máy, anh em xem kênh đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký nha, để mình hôm nay những anh em nào không anh em mình không cần những sản phẩm này, có thể như hôm sau mình bán sản phẩm khác anh em sẽ cần dùng đến ha. Rồi, con máy đây tâm này mình bán mã số 1 mình bán 950.000. Nhà Hinti nghe anh em, máy in vật mini luôn. Mã của nó là TE6-A. Thì ngoại hình nó thì hàng bãi thì nói anh em thấy nè, thì nó cũng không được xuất sắc lắm ha. Này là 36 con nha anh em, nó chỉ có hai chức năng thôi. Chức năng khoan và một chức năng khoan búa. Này để cho anh em xài công trình. Sử dụng khoan rút lỗi hay gì đó. Dùng cái này mình cũng chưa ít có dùng mấy con máy này. Tại nhà thường mình dùng những cái khoan tường thôi, còn mình chưa có việc làm, chưa có cơ hội để dùng những cái máy công cụ nặng. Thì bây giờ mình chưa có pin test thì mình bao sóng cho anh em ha, chưa có pin test để ngày mai anh em nào mua mình sẽ làm test, mình gửi qua Zalo cho anh em mình xem pin đó. Thân máy vỏ pin nha anh em, đây cái vỏ pin đó là vỏ pin lithium, cái sử dụng cell là 26650 nha anh em ha. Để mình chỉnh camera lại cho nó tí xíu nha, để cho cái góc nhìn của mình nó còn thoải mái tí xíu. Và cái mạch nó hư nha, cái mạch nó tại vì nó dục qua bãi, không biết sao nước nó vô nó làm cháy mạch, cho nên mình bỏ rồi. Cái này thì anh em có mua về anh em có thể mua sale ạ. Này là chứa một chục cell là 26650 ha. Nè, rất đồ đầy đủ, mặt nó độ cao kính mít đây mà nó bị cháy là nè, cháy đen. Tại vì nó dục bà bãi nó pin nó còn điện ha, cho nên nó bị ngấm nước gì đó nó bị cháy đi. Lưu ý là pin này nó sử dụng 26650 nha, vô lithium thì chắc mình nghĩ là không được là 20 cell đâu. Tại vì nó cho nó hai hàng như thế này là không thể nào mà chứa được 10 cell như thế ở đây hết. 1 2 3 thôi. Khi trong đây nó có mấy cái gờ nữa, nên mình sử dụng cell 26650 nha. Mấy cái cell này anh em mua Shopee cũng vẫn có bán đầy ha. Dòng này là sản xuất ở Đức luôn nha anh em. Nói chung bây giờ nó còn mấy cái cực thôi, vỏ thôi chứ không còn gì hết. Đâu à? Mấy in đây nè. Đó, mấy in mình đi ha. Bao sắm nha anh em. Chuyến cái ngoại hình mình bán 950.000, chuyển khoản mình reship nha. Lưu ý là những cái mà cái nào mình bao ship, cái nào bao ship với không bao ship thì mình sẽ nói rõ trên từng sản phẩm mà anh em chú ý giùm mình ha. Khi đặc biệt là ở cái mấy cái khoản pin, mấy cái pin mình bán giá tối ưu cho anh em rồi thì anh em mua mình sẽ không bao ship với mọi hình thức luôn nha anh em. Thật sự mấy cái pin này anh em khó mua đâu mà rẻ nha, mình chỉ đóng tiền công thôi, mình mua về mình chỉ đóng tiền tính tiền công cho anh em thôi.
này mình chưa lắp vào hoàn chỉnh nha anh em, 950.000 cho con máy hai chức năng này. Quên cái đầu này nó tháo ra được luôn nha anh em. Cái đầu này nó có thể tháo rời ra. Anh em thấy không? Lắp vào thôi. Lúc nào mình lắp vào ngay kết nó là nó sẽ vô thôi. Đó. Cái này chưa vệ sinh luôn nha anh em, nó còn dơ dơ thì vệ sinh luôn. Rồi bỏ nó xuống nha, 950.000, chuyển khoản mình bao ship. Lưu ý là thân máy vỏ pin nha. Thường thường anh em mua mấy cái máy này toàn ta bán thân máy, anh em kiếm vỏ pin nó rất là cực. Nhiều khi bãi nó về có thân máy không, kiếm mấy cái vỏ pin này nó cũng hơi nặng tiền nha. Máy chiên mà, chiên dụng. Rồi tiếp theo mã số 2 mình bán 600.000 cho con National này là 65/7 nha anh em. 600. Có bị rách miếng cao su đây tí xíu à, không sao nha. Ngoại hình thì còn tương đối nè. Thân máy vỏ pin nha, chuyển khoản mới được bao ship nha, sale đây là không bao ship. Anh em nhiều khi mua hàng giá trị thấp mà kia mình bao ship là mình sẽ không bao ship nha, mua sale đây mình cũng không bao ship. Đó, giá máy thì chỉ lời có vài chục ngàn một cây thôi, bao ship nó thôi mình nghĩ cho nó khỏe nha. Những anh em mà nói tới tiền ship anh chạy luôn. Tiền ship thì nói chung là mỗi người một công việc anh em, shipper người ta đi vào đi giao hàng người ta cũng phải có tiền tiền công của người ta chứ, còn như sản phẩm mình bán là mình bán chung bán online mà, cái sản phẩm nào dù có thể bao ship được thì mình sẽ bao ship giá trị, cũng cộng vào cũng đâu vào đó thôi, cũng có đồng lãi mình mới kinh doanh thôi chứ không thể nào mình bán mà quỳ vốn được ha. Phí ship thì là phần mình là người mua chịu nha anh em, để không để mình được miễn phí ship thì cái nếu mình đi tự mình đi mua xách xe mình đón xe mình đi mua thôi, chứ còn cái dịch vụ người ta đem tới chỗ mà cho mình thì nó quá là tốt rồi, mình chỉ chờ đó này mình nhận hàng thôi. Nhiều anh có nhiều khi mua có mấy khối mấy viên pin mà cũng không dám chịu ship nữa. Rồi mã số 3 mình bán 650 nha. Con này là con EZT610, mình quên test. Để mình test thử lượt hai con anh em. 650. Cái con này nó hơi bị rách tem tí xíu à. Nhưng mà còn khá là đẹp nha. Mấy con này nó nhiều chức năng lắm anh em, xài gia đình nhiều khi nó không vững hàng với ai á. Nếu ví dụ như cục pin này nó xài mấy 33 viên 26650 nè. Pin này pin đời mới, pin được mất tiền nè. Mình có mấy cục để nhà chơi. Máy là nguyên zin, mình chưa không đầu không rơ nha anh em, chức năng đầu đầy đủ. Đầu mấy cái ông này là cho mà xài ít ấy. Kéo xuống là búa nha. Cho mấy cái dòng này thì nói chung anh em xem cũng biết chức năng nó khá nhiều rồi ha. Nó đa năng, anh em có thể sử dụng cho việc khoan không búa nè, rồi bắt gít cấp trượt, có thể mình mở dàn áo xe bắt cái ổ điện rồi đó, chỉnh theo cái mức, chỉnh theo mức cho nó rất là tiện dụng trong một cái máy này. Khi anh em kéo xuống là có búa nha, anh em kéo lên là anh em sử dụng không búa, là hai chức năng dù bắt gít với thằng khoan á. Rồi 600.000 nha anh em, mà số 2. Mã số 3 là 650. Anh em thấy nó có nhiều cái chế độ chỉnh ở trên đây. Này chỉnh này chế độ tự động, cục pin này mình cũng yếu rồi. 16. Chỉnh chế độ F là chế độ như auto nghe anh em. Chế độ F. Về mức 1 nó chạy yếu xìu. Còn có mấy bên đây là cái chức năng chỉnh lực nữa nè. Lực thấp, lực số 1, lực số 3 ha, số 2. Đó. Nhưng nó quá nhiều chức năng trên cái máy này nó thiết kế rất là thông minh nè. Còn cái thằng này đèn ở gì nữa. Nói chung nó nhiều chức năng quá nè, tìm hiểu thêm nữa ha. Mình cũng lâu mình cũng quên, lâu cái mình có một cây cái mình cũng quên. Điều tóc rồi đầy đủ hết nha anh em. Cái này anh em xài gia đình này nó cũng hay hơn ha. Đem đi công trình thì nó hơi tiếc, xài rồi nó không kỹ lưỡng, nó hơi tiếc.
những sản phẩm công nghệ này thì đúng tới bây giờ nó sản xuất hơn chục năm rồi, tới bây giờ hình như là không có sản xuất nữa. Rồi anh em về tìm hiểu thêm nha, đầy đủ chức năng hết trong một cái máy giúp này. Ví dụ anh em chỉnh mức 1 nó giọng 1 hay búa là nó sẽ ngắt, chỉnh mức 2 vô nó tăng số búa lên nó sẽ ngắt. Đó, nó đa năng vậy ha. Rồi bỏ máy xuống. Hôm nay mình có cái hay mình test cho anh em xem nè. Hôm nay thì mình hồi sáng clip sáng thì mình đăng thì mình bán cũng mấy khối pin rồi. Thì nói chung là mình có bán những khối pin cho anh khách, hai khối là khối Nati và một khối Hitachi nè. Và luôn cái giỏ này. Thì một khối này pin này pin 25S ha. Pin này pin 25S. Để cho anh em mình, để mình quay qua cái máy tính mình sẽ cho anh em xem những cái thông tin pin bãi, pin tháo khói nó đang bán những cái dòng máy nào và anh em tìm hiểu những cái thông số của những cái loại pin. Để mình giới thiệu hết cái này mình sẽ cho anh em cùng xem ha. Những anh em nào chưa biết thì mình có thể mình tham khảo ở đây. Khối pin này mình là khói không, mình bán 355.000 tương đương với là 45.000 một viên, anh em nội trợ 11 thì mình nó cũng ngang giá với thằng 25R thôi. Thì đang thì anh em xem trên mạng xã hội này thì anh em thường pin bây giờ một là cũng mấy dòng Trung Quốc thì mình không nói tới ha, còn những dòng pin tháo khói bãi như là thằng Samsung 20R, 25R thì anh em rất là quen thuộc ha. Còn anh em 25S một số anh em nhiều khi hỏi mình, nhiều khi cũng chưa biết về những cái thông tin pin này, hỏi mình cũng khá nhiều này, dung lượng sao rồi dòng xả sao rồi pin tốt hay không. Thì đương nhiên dòng xả này nó cao hơn thằng 25R, dung lượng nó thì chỉ 2.500 cũng tương đương 25R, thì dòng xả cao nó sẽ càng cao nó càng tốt hơn anh em, càng cao nó sẽ càng tốt hơn cho anh em dùng các loại máy công cụ cầm tay này. Và đương nhiên thì nó dòng xả nó cao thì cái sức chịu đựng nó sẽ cao hơn là cái thằng sức nhồi 20R, 25R dòng xả nó thấp hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi anh em, là dễ hiểu nhất. Còn anh em những mua khói pin, những khói pin của mình ha, bất cứ đâu đóng á, thì một mẫu như thế này mình xài cái dắt sạc mình ấy đây ha, mình dắt cái dắt sạc á, thì mình sẽ hàn trực tiếp lên hai cái chân pin này luôn, cho nên nó không có dây lòng thòng xuống dưới khi mình gắn vào cho anh em nè. Dạ anh em thấy không, có hai, có cái gờ ở đây nè. Đó anh em cắt cái gờ này đi cho nó cao lên ha, tại vì trên đây nó cắt hai cái đầu cực âm cực dương, mình sẽ cho nó nằm bên hông này, trên đây nó không, để ngay gờ này nó sẽ cắn với chạm với đây nghe nè. Này tại mình chưa có ráp để mình tháo cho anh em xem nha. Đó khi mình đấu vào nó sẽ như thế này. Đó nó rất là gọn luôn, anh em bỏ xuống cái là nó vừa vậy. Thì một khối như thế này là 355.000 là mình tính đóng tính tiền công nha, tiền lẻ bán tiền sale lẻ. Anh em nào có máy đóng pin này nọ thì anh em mua lẻ về mình bán là 355.000. Khói Nati cũng vậy, khói Nati cũng là 355.000. Bạn mình nó cát hết. Nati thì mình không có đóng khung nha anh em, thay vì anh em đóng khung thì anh em đi bỏ vô Nati là nó vừa của thằng Nati ha. Còn ví dụ như khói này anh em có thể dục qua thằng Boss nè, ship tất cả các loại 12V vỏ tương đối, còn tiêu vô khung á nó sẽ gồ gầy thêm đó, cho nên mình không có sử dụng khung ha. Giá thì 355.000 thì cũng anh em thấy xem thì anh em thấy cũng giá nhiều nơi khác thì mình thấy nó cũng là thậm chí nó cũng ngang ngửa hoặc là rẻ hơn những cái khối pin 25R ha. Đó mình dán băng keo luôn, thì mỗi ngày mình càng hoàn thiện thêm dán keo để cho anh em quá trình sử dụng á nó sẽ không bị xét kẽm ha, dán bích cách điện đầy đủ hết. Và dưới đây nó sẽ có một cái lớp keo hai mặt, khi mà anh em cắt cái vỏ pin đó, cắt hai cái chân pin bên hông của thằng Nati á anh em khéo thì anh em cắt cái vừa bót anh em thấy nó sẽ không bị lắc. Còn anh em lỡ tay cắt rộng quá thì mình có thể gỡ cái này xuống, gỡ cái băng keo hai mặt này ra anh em nhé, để dán đích là nó cứng ngắc nó sẽ anh em sử dụng ha. Và hôm nay là mình test, anh em biết mình có cái test hay mình test cái sạc bình này lại cho anh em mình cùng xem tham khảo ha. Và hôm sau hàng tuần sau hàng về thì nói chung mình sẽ điều chỉnh giá để có đồng lãi cho mình anh em. Với công nghệ nó hiện công nghệ nó trang bị trên một cái sạc bình này thì mức giá này mình cũng rất là tương đối cho anh em mình sử dụng. Nói chung là mình đăng cái clip đó thì nói chung mình đã cho nó vào chế độ riêng tư rồi, để như nhiều người biết tâm ra này đụng những nơi khác bán, người ta bán thậm chí người ta bán là 550 nghe một cái nha nè, người ta bán 550 một cái nhưng mình bán sẽ rẻ hơn nhiều. Nói chung là cũng rất
khá là rẻ và phù hợp cho mình, lợi ích ăn ít nói dai thôi. Ví dụ bán số lượng thường, ví dụ như cái đó, cái sạc này á, lái nó đưa cho mình á, là cái giá là mình lấy với số lượng nhiều nghe nên, chứ không phải nào mà lấy vài cái nào có mức giá đó được. Thay vì ra bãi lượm những cái này nó ít nhất cũng phải 200 mấy 300 ngàn, về bán cho anh em thì cũng phải cũng tầm 300 mấy 400 ngàn, là hàng cũ, còn này là hàng mới 100% chưa sử dụng luôn. Thì hồi sáng này mình sạc cái cell pin này nè, ủa mình sạc cái khối pin này nè, thì này dung lượng nó là 5A ha, để mình ghi rõ cho anh em dung lượng là 5A ha. Sạc, có chế độ sạc tự ngắt luôn nha anh em. Thì hôm nay khói này chưa sạc, mình cố tình mình đấu sẵn nè, để mình tụng test với cái khói pin, cái giắc sạc này luôn, của cái sạc bình đó luôn. Lưu ý nó là sử dụng điện, nguồn điện là 100V nha anh em. Đây cái ổ điện, quay trên mình đang dùng cái ổ điện 100V nha, anh em thấy không đó. Để mình có ghi lên sản phẩm là 100V, để anh em khỏi phải nhầm lẫn là trái là mình sẽ không có bảo hành, và máy này sẽ không có bảo hành nha. Tại nhiều khi cái này là mình, tại vì sản phẩm này mình đã bán rồi cho nên mình chưa có bung ra nha. Clip sau mình, hàng của mình thì mình sẽ bung cái nội thất bên trong cho anh em mình xem nó, cái chất lượng của nó luôn. Thì nói chung cái này là review sơ thôi, nè màn hình LCD luôn, sạc được khối pin li-ông luôn nha anh em. Bây giờ thay vì mình có cái bình, nhưng mà cái bình mình nó hư rồi, nó không có chuẩn, bây giờ mình sẽ đo. Thay vì anh em đang xài những cái khối pin này 10-12V đi, thì anh em phải tốn thêm cái sạc ha. Ví dụ anh em về mua cái sạc bình này thì anh em sẽ được sẽ sạc luôn những khối pin 12V này. Nói chung là chỉ chế thêm một ít linh kiện thôi. Thay vì anh em lắp vào khối pin thì anh em sẽ có cái giắc này đúng không? Anh em mua cái giắc đực nữa với hai cái kẹp cá sấu này nhỏ nữa thôi, là anh em sẽ hai cái này là anh em đã ấy vào cái giắc đực là anh em sạc được cái khối pin 12V luôn, với dòng sạc 2A ha. Ví dụ 5A này sạc 2A thì nó chỉ hơn 2 tiếng là đầy. Giờ một chút mình sẽ truy cập cái trang web của công ty này. Cái công ty này là để anh em biết xuất xứ nó ở đâu nha luôn. Hàng Nhật xịn sò luôn, được gia công ở Trung Quốc thôi. Có sách hướng dẫn là đầy đủ. Thì giá bán thì một sáng thì mình cái này anh hôm về hôm rày mình không có thời gian mình đăng bán anh em. Thì mình có đăng bán thì nói chung là cái mức giá thì mình, anh em đã xem rồi thì biết rồi ha. Còn mình cũng để cái clip sau mình sẽ báo giá lại cho anh em, mình anh em nào ưng thì mình có thể mình mua hàng. Đó, thay vì mình thay cái khối pin này là những cái khối pin này tương đương với một cái bình Honda 12V 5A anh em. Mình sẽ thử test luôn. Thằng này mình có sách hướng dẫn đầy đủ lắm, tại vì bây giờ mình học có giới thiệu sơ thôi. Nó sẽ có cái chế độ như chống ngược cực tùm lum hết. Mình sạc luôn, mình thử các chức năng trên tay cho anh em mình xem ha. Đây nè nha, quên nữa, mình đo cái pin này. Cái pin này nó sạc vô cực kỳ điều ngon và tự động ngắt luôn nha anh em. Có thể là dùng để thay thế cái sạc xịn luôn. 10V 73 là cái pin này nó còn có là nó cạn rồi nha anh em. Còn mình học có 3V 50 mấy à, nó còn có 3V 50, 3V 6 à. Nói chung là mình dán cái đầu pin này cho nên đo nó hơi khó. Đó, 10V mấy thì mình cứ chia 6 ra nó sẽ rất là thấp rồi. Đây, mình cầm lên cho nó dễ nghe nè. Hàng rất là xịn luôn ha. Nói chung là có bọc cao su ngoài, tại vì hàng này bán thì mình không có dám bung. Để mình test cho anh em mình cùng xem tham khảo chơi. Đây, cái này là chế độ sạc ha, mình để mình test nó trước đi. Nó có chế độ test các loại bình để có gọi là bao nhiêu phần trăm pin, bao nhiêu phần trăm nha anh em. Nè, mình bấm qua test. Mình bấm vô cái từ set. Đây là để phần trăm nè. Xong cái mình bấm thằng nào đây. Bấm này là nó sẽ test cái dung lượng pin lên, dung lượng pin hoặc bình của anh em. Mình lấy ví dụ có pin này là dung lượng bình. Anh em thấy không, là nó còn 0%, nó còn 10/7 á, nãy mình đo đúng 10/7 luôn ha. Khá là chính xác. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ test cái phần khác. Cái này là cái chế độ gì nữa mình cũng chưa có tìm hiểu. Thôi mình sẽ bấm thử cái đây. Cũng 10/7.
cái chế độ này mình để tìm hiểu sau đây nha. Chủ yếu hôm nay mình chỉ mình sạc pin như mình điều chỉnh các chức năng chính của nó. Nó sẽ có rất nhiều công nghệ trong đây. Phần dưới đằng này cái bình C là gì đây? À qua đây là sạc anh em. Là mình thoát ra ngoài đi. Chọn chế độ test, mình đang test cái khối pin cái bình mình nó sẽ như thế nào á. Cái này là để cái bánh răng. Cái thằng này nó để cái bánh răng ba cái bánh nhông nè, tuy nhiên là để tốc độ mình thử sao đâu mình cái này mình cũng chưa có ấy nữa. Chưa có tìm hiểu thêm tại sách hướng dẫn nó có đầy đủ đó. Rất là dễ lắm, tại mình cũng quay có gắn ngắn để mình cho anh em thôi. Để mình test cái sạc này thôi. Chủ yếu hôm nay mình test cái chức năng sạc của nó, chọn dòng. Đây ha, mình chọn sạc đây. Bấm ở đâu đây. Đó, cái này là có thể cũng có thể sạc luôn. Cái này mình vô chọn dòng cái này cũng sạc luôn. Để mình thử nha anh em. Nó có quạt tản nhiệt trong đây luôn nha. Dây cáp là cũng chắc chắn lắm anh em. Sạc 2A. A này chọn chế độ sạc anh em. À vậy là cái đầu sàn anh em thấy nghe tiếng gió mà của cái quạt nó thổi đấy nè, đang sạc với dòng 2A nè, số vo nó tăng lên nè ha. Tại giờ sáng mình có sạc cái khối Hitachi đó rồi, nó rất cực kỳ điều vol luôn, 4.2 là đúng, 12.6 là tự nó ngắt, là đương nhiên tự nó ngắt là dưới đây là nó sẽ không có dầu cái ampe nữa, cái dòng là nó sẽ ngắt luôn. Em thấy nó nhảy lên là nhìn nó đang sạc ha. Dòng nó thay đổi liên tục. Rồi thôi mình tạm đi nha anh em. Trên này mình giới thiệu cái sản phẩm này để cho anh em hiểu biết nó rộng hơn. Tại mình cũng chưa tìm hiểu hết cái chức năng của cái máy này nữa, thì để hôm sau hàng về mình sẽ bung tất cả nội thất bên trong cho anh em xem. Hàng này có thể lên điện 220 luôn nha, sử dụng luôn, nhưng mà cái này mình chưa từng lên điện cho nên mình không có nhận lại, và mình sẽ không có chưa bung, tại mình chưa biết lên điện bên trong như thế nào, và mình cũng chưa không có làm cái này đâu, nên em không có lên điện này đâu. Cái này anh em muốn thì về cho thợ điện tử nó lên, chỉ thay một số linh kiện thôi. Mình thoát lại nha anh em, mình sẽ test các chức năng khác. Qua đây là như mình chỉnh dòng nè. À, qua đây là sạc nha anh em. Qua đây là sạc luôn. À cái chế độ lưu nhớ gì nữa nè, tại mình phải đọc cái dịch qua cái cuốn sách hướng dẫn của nó mới. Vô đây là mình chỉnh chế độ chỉnh dòng. Ở đây mình vô chỉnh dòng nha. Nè, chỉnh dòng sạc. Anh em thấy nó để 2A, mình sẽ tăng lên dòng 4A luôn. Cái nút luôn nhớ của nó lúc nào có thể đây ha. Đây đi. Thay khối pin 5A thì mình sẽ sạc khối pin mình sạc cái dòng 24A vẫn được. Thế nên nhưng mà cái này là nó tự động luôn, tự động nó cân bằng cái dòng sạc luôn. Cái quạt tản nhiệt à, bên đây nè, em thấy cái quạt tản nhiệt nó khói hù hù. Rồi mình bỏ nó đây đi nè, mình để nó sạc nó tí xíu đi. Bên đây cho anh em thấy không, cái này nó có cái móc để cho mình đeo nữa nè. Quên nữa, cái này thì cái dòng sạc tối đa của nó là mình để mình vô trang web cho anh em xem đi, rồi mình lấy giờ mình có nhận đóng mấy những cái khối pin là khối pin Robert hút bụi nha nè, anh khách anh gửi này cho mình 5 cái khối pin robot hút bụi đóng xeo 20 mg, giờ anh gửi mặt luôn 5 cái mặt luôn ha. Mấy này vỏ như mua rồi có nha nè, cái robot hút bụi. Cái này cái pin của anh gửi lên 25 mg. Rồi này pin mình lấy nè, pin mình sẽ đóng như thế này nha nè, mình nhét vô và lấy cái khói. Một khối là vô 8 cell. Thì đối với pin 20 r này á,
thì mình đóng là khoảng là 280.000 một khối, chưa bao gồm vỏ và mặt nha anh em. Dù có vỏ mặt mình sẽ đấu sẵn, anh em về anh em cứ ráp vào 280.000 một khối. 8 xe này mình tính tiền con này trong đây chỉ 120.000 à. mình sẽ cân như thế này là anh em về cứ đọc đánh dấu số 1 2 3 4 rồi cộng trừ là anh em cứ việc về cái đấu vô mặt thôi, mặt tới bên dưới thì nó sẽ có hướng dẫn 1 2 3 4 cho anh em mình luôn, là 280.000 một khối, không vỏ không mặt nha. Đây tại hàng của khách, lấy này ra hơi khó à, để mình lấy ra cho anh em xem. Tại nó mấy cái xe này nó vô là vừa khích luôn nè, cái cây vô là vừa khích luôn, lấy ra khó quá. Đây có xe của robot gọi là 8 xe ha, như khối pin 20R này mình bán là 280.000 không có mặt nha anh em. Mình sẽ đấu sẵn về cho anh em mình ấy, còn đóng cái pin gì thì anh em cứ liên hệ mình, cho anh em cứ về ráp vô là rất đơn giản. Mình cách điện tuyệt đối luôn nha, cách điện là con nhà an toàn tuyệt đối luôn cho anh em mình luôn. Mình để ngoài cho anh em xem dễ dàng hơn. Chung thì mà mấy cái pin này mình bán thì nó cũng khá là nhiều rồi. Để mình để lấy pin lên, lấy pin lên rồi bắt đầu mình sẽ vào một cái phần đây nha. Thì mấy cái pin này thì mình không qua một thùng, mình đóng lẻ lẻ cho anh em, cũng sáng mình đóng nữa thì chắc khoảng hơn nửa thùng rồi thì mình báo giá lại cho anh em rồi. Chưa ấy giờ mình sẽ đi vào tiệc chuyên sâu hơn, mình tìm hiểu những cái dòng pin đang có trên thị trường. Giá bán là 45.000 một viên, nội trở 11 nha anh em, nội trở 11 bao anh em dung lượng 99% luôn. Còn cái đồ đẹp, vỏ đẹp thì nó không, nó khoảng trên 95% ha, vỏ là đẹp không bị ám ố gì hết, có bị dơ sơ thôi. Trong quá trình tháo á thì người ta tháo thì nó có bị cắn nè, ví dụ như thằng này đảm bảo anh pin xịn sò hết nha. Trong đây là nó có cái mặt mã chìm luôn nha em. Đó, trong đây nó có mã anh chìm luôn, 45.000 một phiên ha, bán lẻ nha, và không bao ship. Anh em mua 50 hay 70 viên mình cũng không bao ship nha, tại mấy cái pin này lời chỉ vài ngàn một phiên thôi, cho nên anh em mua 10 viên anh em nghĩ mình có lãi bao nhiêu thì anh em cứ tính ra nhân ra. Còn cái pin Sony thì mình bán là VTC 5D nha, bán là 50.000 một viên, dung lượng nó là thông số của nó, nhà sản xuất đưa ra là 2008, thì cái này mình không bao anh em đủ 2008 nha. Nói chung là nó sẽ dao động từ 2006 cho tới 2008 tùy theo viên. Có nội trở 10 nữa, anh em nội trở 10 thì 52.000 một viên. Và anh em muốn đóng khối 12V 14V gì thì anh em cứ liên hệ mình sẽ đóng tiền cộng em. Khối 12V thì chỉ tiền cộng 20.000, mặt 65.000 anh em cộng vào thôi. Ví dụ như khối Sony thì ví dụ một khối Sony 12V thì 6 cell, 2 hàng thì 6 cell nó là tiền pin là 300.000, tiền mặt 365 ha, tiền công mình 20.000. Mình sẽ bao đổi trả cho anh em trong vòng một tuần lễ này, là bao chỉnh cho anh em luôn ha. Nói chung là cái lỗi là mình đổi nó trong tuần lậu thôi, còn gì lâu dài thì mình sẽ không. Anh em muốn bảo hành lâu dài thì sẽ có cái phí bảo hành ha anh em. Mình đưa giá này thì nói chung mình đưa cái giá tốt nhất có thể đến tay anh em ha, chứ không phải mình. Nếu mình bảo hành cho anh em 3 tháng thì anh em cứ cộng cho mình 1 tháng 10.000, mình sẵn sàng bảo hành cho anh em những khối pin này, chứ không có, mình không có ngại gì cái đó nha, tại vì những cái pin này nó rất là chuẩn. Mình bảo hành cho anh em thời gian đầu thì anh em trải nghiệm trong vòng một tuần đầu, là nếu mà có lỗi nó sẽ lỗi trong thời gian đầu này thôi ha. Pin mình dẫn lên 11V mấy rồi, giờ mình qua đây hơi mất thì gian tí nghe nè, nhưng mà hôm nay anh em sẽ được tìm hiểu sâu sâu hơn
sâu hơn về những cái cái sản phẩm mình đang bán. Đây mình đã truy cập cái trang web của cái công ty này. Bosahi. Bosahi.com ha. Để anh em này mình cho anh em xem những cái xuất xứ. Này mình đã dịch ra tiếng Việt nha anh em. Thông tin sản phẩm, nói chung mình sẽ xem cái thông tin doanh nghiệp trước đi ha. Nè mình dịch ra tiếng Việt nè. Hồ sơ công ty. Để mình lấy camera xuống cho anh em nó tiện theo dõi hơn. Đây, hồ sơ công ty ha. Nè anh em nó có được trang web là boasahi.com. Hồ sơ công ty, bấm vào thôi. Laptop mình nó hơi cũ nha nè. Quay qua đây cái dòng sản đang sạc 2A. Pin nó cạn rồi, một chút nó sẽ lên nổi, từ 50% nó sẽ hiển thị 50% luôn. Đây, chung mình có thời gian thì hôm nay mình cũng cho anh em mình xem tìm hiểu tham khảo thêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Ohashi. Ủa, công ty thành lập nay hơn 50 năm nha anh em. Ở Osaka, Nhật Bản ha, có Mochi gì đó. Cái này mình dịch ra tiếng Việt rồi. Mình để mình dịch lại. Để cái tiếng bản gốc của nó cho anh em mình nói nè. Tiếng gốc tiếng Nhật thì khó đọc ha. À, tiếng Nhật thì đọc không có được. Dịch ra tiếng ấy đi. Rồi mình sẽ vô cái sản phẩm nha anh em. Vô thông tin sản phẩm. Cái laptop mình nó đời cũ cho nên nó không được nhanh cho lắm, anh em cố gắng xem ha. Nó rất nhiều cái sản phẩm luôn anh em. Ví dụ con đội nè, con đội có luôn nè, bơm hơi cũng có luôn nè. Để mình lấy cái để mình cầm nó hơi mỏi tay, mình không có được tự nhiên lắm, hơi mất thời gian, nhưng mà anh em sẽ có được cái những cái thông tin rất là bổ ích ha. Chúng mình sẽ vào cái phần pin, tại vì mình bán không chỉ riêng gì pin, mình bán sẽ rất là nhiều đồ nè. Mấy cái pin với máy công cụ cầm tay này thì ở đâu anh em cũng có thể mua được rất là nhiều, chứ không chỉ riêng mình, cũng không phải là mua ở mức độ của mình, là để mình thông tin vậy cho anh em biết thôi nè. Cọc bình, bánh xe, lớp xe đủ thứ hết, nó rất là hiện đại trong đó. Rồi mình để mình trở về cái trang chủ nó đi anh em, trở về cái trang chủ đi. Cái mã của thằng này là 2703, cái mã của thằng này 2703, để anh chúc cho anh em xem N2703. Đâu là trang chủ nữa. Mình cũng không rành về mấy cái này nữa, không rành về cái những cái công nghệ này. Rất nhiều sản phẩm ha. Thôi để mình vô cái vấn đề chính là mấy cái sạc bình của họ đang bán. Cái sản phẩm này thì nói chung là nó sẽ đang bị cạn hàng rồi, nó không còn hàng nữa. Ủa, họ ngừng sản xuất rồi nè, mới có ra bãi. Thì anh em nào quan tâm thì dùng cái sạc bình nó cũng rất là hữu ích nha anh em, vừa sạc pin có thể vừa sạc bình Honda, xe hơi rồi các kiểu. Để mình truy cập cái những cái sản phẩm của nó đây nè, mình zoom gần cho anh em xem nha. 2703 sạc 12V, tối đa 12A ha, sạc ắc quy hoàn toàn tự động với chức năng chẩn đoán ắc quy, rất là hiện đại luôn. Bấm vào nha anh em. Còn cái thằng kia
thì nó đang sạc với dòng sạc 2A. Em vừa xem đây, vừa có thể xem bên đây luôn nha. Dòng sạc 2A thì nó sạc chắc khoảng hơn 2 tiếng, mình nghĩ đây mình thêm tham khảo thôi. Không chỉ sạc pin, mình có thể mình dùng nó cho cái công việc mình không phải sạc thì ắc quy. Có thể mình dùng cho cái sạc cho mấy cái pin khối pin lông, thậm chí có thể sạc được những cái khối pin nhỏ hơn, nhưng mà anh em phải biết về những cái kỹ thuật pin, kỹ thuật điện tử. Ví dụ như đây là những cái khối pin bãi cũ của mình nè, mình câu qua những con điện trở và những con diode hạ dòng xuống, khối 14V mình đóng 3A mình xoay cái khối Sony VTC 3 cũ nè, để mình chạy cái quạt 12V anh em, để mình xài cho nó đúng, để sạc nó xài gì đúng thì nó đương nhiên cái quạt mình 12V nó bền, thì 14V sạc đây lên nó tới 16-17V rồi. Đây nè ha. Chung mình thông tin như thế, anh em nào có điện thoại thì anh em cứ vào trang web của ta, mình sẽ xem khi mình có nhu cầu. Thay vì mình mua cái sạc pin li-ông này thì cũng cất cả trăm, thì mình có thể mình mua cái này mình vừa sạc bình xe Honda, xe hư, xe tải, dù xe tải nhỏ nhỏ dòng 100A, 120A, còn mấy xe tải lớn thì kẹp đôi lại thì mình phải có hai cái này mình đấu mắt nối tiếp, nó sẽ ra 24V. Nên còn không anh em sạc từng riêng từng phần 12A thì sạc vào 100, 120A thì nó cũng hơi lâu, sạc đôi nó sẽ tốt với mình, kể cả 200-300A vẫn sạc được nhưng mà nó lâu thôi. Nên là tối đa là tối sạc cái bình 220Ah công suất mất 5 giờ gì đó, chung rất là đầy đủ nè. Rồi tham khảo sơ như thế này thôi nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì hãy đăng ký kênh, nhờ clip sau mình sẽ có ấy. Rồi giờ mình sẽ vào cái phần pin cho anh em mình xem tham khảo nè. Cái này mình vô, tại mình vô này cái trang web này là bên nước ngoài nha anh em. Một trang web bên nước ngoài người ta bán để cho anh em xem những cái pin này, mình sẽ cho anh em xem những cái khối pin nào đang bán ở thị trường mình, pin bãi nó rất là nhiều, tại nhiều khi anh em là chưa có hiểu biết nhiều như người bán, như mình tham khảo nhiều cái sản phẩm đó. Đây nè, cell Samsung 25R đó, anh thấy không? Dung lượng 2.5 xả 20A, bán là khoảng gần $5, hơn trăm mấy chục ngàn tiền Việt Nam mình. Nè, xả 20A ha. Và mình sẽ xem vào phần thông tin. Nè, dung sức chứa giả định là chỉ 2.5. Đó, thông số này em điện áp cắt xả là còn 2.5V. Như hôm qua mình có căng á, anh em thấy nó chỉ đúng 44 gram, cái căng tiểu ly thì nói chung cái thông số nhận xuất đưa ra là 43.8 gram, là anh em thấy rất là chuẩn nha. Nước xuất xứ một là Hàn Quốc, hai là Malaysia đó. Này nhưng nó xả ở điện áp cao 80 độ thì nó chỉ có xả có 30A thôi. Còn thằng để mình cho anh em xem để anh em hiểu hết nhiều lắm, anh em cứ lên đây mà anh em đọc thôi, anh em cứ gõ ta muốn mua cái loại pin, tìm hiểu cái loại pin nào thì anh em lên vào Google và mình vào cái trang web đấy mình xem. Chứ còn mấy trang web Việt Nam ở đây thì họ cũng bán Shopee đầy nè. Nè, ví dụ như mấy khối pin này pin bãi cũng có, nhưng mà này dòng xả nó thấp, có thể dùng cho xe đạp điện rồi nè, 30W đó cũng có nữa nè, 3.000 mAh, nhưng mà giá nó đắt lắm, giá nó đắt hơn Sony VTC5. Những khối pin này thì mình bãi thì mình chưa thấy nè, anh em thấy không, 30W là pin bãi có luôn nha. Mấy khối pin đầu này, cái đầu tròn phía trên anh em, cái đầu lòi á thấy ít, cũng có mà ít lắm. Samsung này 35A nè, dung lượng 3.5, đi tương đương với cái mã của nó nên anh em, dù 25R thì 20 còn 25S thì cái dòng xả nó khác nhau, cái mã nhiều cái mã nó sẽ khác nhau. Pin 26G nữa nè, dung lượng 2.600, 5.2A sạc dùng cho những sạc dự phòng. Pin xe đạp điện, những khối pin lưu trữ thôi nè, với những cái không lắp vào máy khoan, mấy cái dòng xả cao á. Đây là pin 25S 18 dung lượng 2.5.
xã nó là 25A ha. Đó. Bán chín gần 9 đô la là tương đương với Việt Nam mình chắc hơn 200 đó nên. Trang web ở ngoài là điểm 5 sao không mà ta bán 25 mét là y như đây pin mình. Này mình như thời gian mà mình cũng bấm cho anh em, nhiều khi những anh em nào chưa không có rành công nghệ á, này nó dơ lao chứ cũng sạch đẹp. Rồi, cái camera này nó xã 25A, giờ mình xem cái thông số của nhà sản xuất nó đưa ra 25S ha, độ khoảng dung lượng 2.500, xã 25A không cắt nhiệt độ 35A, cắt nhiệt độ ở 80 độ C. Đó. Anh em thấy cái dòng xả nó cao hơn 25R nha, mà mình nội trở thì mình đang bán nội trở 11 nó sẽ thấp hơn 25R nữa, mà 25R nội trở 12 thì anh em thấy là nó cũng đã đủ dùng cho anh em rồi, thì giá bán mình cũng không có chênh lệch gì bao nhiêu, cho nên nó cũng xứng đáng với đồng tiền anh em bỏ ra ha. Thay vì mình Samsung 25R mình bán là 43.000, cái này 25S thì mình bán là 45.000 nội trở 11. Dòng xả nó cao hơn thì đương nhiên nó sẽ mát máy hơn, nó sẽ mát pin và sử dụng nó sẽ bền bỉ hơn. Nó cũng là xuất xứ Hàn Quốc hoặc Malaysia thôi. Hôm qua mình cân là như 46,5 gram, thì dung lượng nó nặng hơn cái thông số nhà sản xuất. Nhà sản xuất nó đưa anh từ hao với cái dung lượng pin này anh em sạc nó sẽ dư ra 2.500, dù 2.500 mấy trăm miliampere. Mình xem cho anh em xem những dòng pin khác nữa, 20S nữa nha anh em, nó có loại 20S nữa. Đây. Trong cái pin 20S mình test đâu còn có mẫu nó luôn. 20S thường nó đóng trong những cái, tại sao 20S này nó cũng mắc mấy anh em, xả tới 30A này anh em thấy khủng không? Thường mấy những cái dòng máy này thì trong cái máy xịn á, Boss hay là Milwaukee, mấy cái thương hiệu mà đỉnh á, nó sẽ dùng những cái máy đóng pin xịn này nè. Nè pin Samsung 20S dung lượng chỉ 2.000 thôi mà xả tới 30A luôn. Nó tùy theo cái loại pin nha anh em. Pin này bãi cũng có nè mà mắc quá. Pin này 29E bãi cũng có luôn. Có mà ít lắm. Nói chung là mà hãng nó đóng cái nào thì bãi nó có cái đó hết. 32E có luôn, mắc. Tới pin Samsung 25R thì nó là 20A thôi ha. Nhưng mà dung lượng cái nó cao hơn thôi, để nó phân loại từng cái dòng máy riêng biệt cho mình dùng thôi. Đây nè. Murata VTC 5D nè. Đó. 7 đô la, rẻ hơn cái thằng kia luôn mà. Sony nó đỉnh rồi, nhiều anh này đánh giá thì nó tốt. Đường thương hiệu nó lớn. Có VTC 6 nữa nghe anh em, VTC 7 có VTC 6 nữa. Dung lượng nó danh nghĩa nó là 2008 nè. Mức xả liên tục 25A. Đó, nó y tương đương với pin 25S này. Tương đương với 25S. Sony thì Việt Nam mà nó sẽ chuộng hơn, chung là mua cũng mắc hơn thằng này. Thế là chỉ có khác nhau là ở cái dung lượng nó cao hơn thôi. Dung lượng nó cao hơn thôi anh em. Rồi tham khảo sơ thế này thôi. Còn nữa anh em còn nhiều lắm. Anh em vào mà anh em cứ check những cái thông tin pin mình có nhu cầu không? Tại vì mình bán, mình cũng thẳng ra là mình không có thích mấy cái loại hàng của Trung Quốc, cho nên mình không có chơi pin Trung Quốc. Khi anh em có thể tham khảo pin Trung Quốc thì nó cũng có cái chất lượng ổn định của pin, như pin chính hãng nó cũng có chất lượng ổn định của nó ở cái mức nào thôi. Còn so với mấy cái pin này thì nó đương nhiên nó sẽ thấp hơn. Đẳng cấp nó sẽ dưới mấy thằng tháo khói, cho dù là tháo khói ha. Tháo khói tùy theo, nó dù nó pin nó lỗi nó có sạc xả rồi thì nội trợ nó sẽ cao. Còn chưa qua sạc xả thì nội trợ nó sẽ thấp, anh em dùng bền bỉ hơn. Đặc biệt có những cái hàng hãng là nó sẽ, nếu mà có lỗi nó sẽ bỏ hết một lô anh em. Cho nên nó sẽ tháo bỏ, nó sẽ không đóng lại, tại nó có dấu pin rồi nó không đóng lại. Cái uy tín của người ta nó rất là lớn.
còn nhiều lắm, trên đây mình cho anh em xem một số này thôi. Có thằng Sony VT6 nữa đâu, Murata. Mình để nó xem cho cái pin VT6 cho anh em xem ha, sẵn đây anh em xem luôn. LG MH xăng vô rồi, mấy cái dòng pin này đắt tiền luôn. Đây VT6 đây anh em. VT6 3000 mAh, dòng xả có 15A. Thì anh em kẹp đôi 30A xài cũng được. VT6 mà nó lại xả thấp hơn. Xả liên tục có 15A. Đó, nặng hơn, đương nhiên là pin nó dung lượng càng cao là nó sẽ dung lượng càng cao là trọng lượng nó nặng hơn nè anh em. 47,5 gram, nó nặng hơn cả hai cái loại pin mình nãy nói ha. Nước sản xuất Nhật Bản hoặc Singapore, không có Trung Quốc. Rồi tham khảo chơi nha thôi nha anh em. Bên bãi này cũng có gần 70.000 một viên, nếu bán cho anh em và bạn thân từ 70.000 lên mới bán có lãi, mắc quá cho nên khỏi, mình không có lãi. MHMC này mấy cái loại pin nó mắc kinh nhiều lắm. Thôi đơn giản vậy thôi, quay qua bên đây thằng này mình cho anh em xem cái phần sạc bình, tại mình không có bình mình lấy có pin mình lấy nè anh em. Ngoài sạc bình thì mình lấy cái này tương tự như một cái khói pin đi, tại bây giờ nó sẽ mất thời gian hàng tiếng đồng hồ, không ai đâu có thời gian đâu mà coi xem cho anh em xem nha nè. Mình để mình đo. Nó lên được 11V hai mấy rồi nè anh em ha. Cũng khá là nhanh, chắc khoảng chừng tí nữa là chắc khoảng chắc chưa đầy tiếng nữa nó sẽ đầy pin. Trong đây là 11V hai mấy, thì đương nhiên cái dòng sạc nó sẽ phải cao hơn cái này. Còn mình đo ở đây thì nó sẽ còn cao hơn nữa. Cao hơn. 11V 32 nè. Nó y trên đây, thông số trên đây luôn ha, rất là chuẩn luôn anh em. Còn sạc vào pin, nó có cái mạch này nó cân bằng cũng khá là chỉnh, tại vì mình đã có thằng này rồi, cái thằng này mình cũng đã ấy rồi, mình đã sạc nó luôn anh em, mình cũng đã sạc nó luôn á, mình sáng mình đo thấy cái rất là chỉnh luôn. Tại cái pin thằng này nó nó tự ngắt rồi nó sẽ vào mạch, nó sẽ cái cân bằng lại cái điện áp pin nha anh em. Ví dụ thằng này là, nó tương đương với 4V19 này nè, 4V19 ví dụ là tương đương với 4V19 cho một pin đó, nó không sạc hơn luôn nha. Thay vì những cái sạc mà anh em hay mua của mình cũng vậy, hoặc là của nơi khác cũng vậy, nó sẽ vượt 4V20 mấy, thì vượt quá thì nó cũng không có tốt nha anh em. Còn đối với mình sạc cái này thì mình thấy cũng hay hay á. Rồi clip này mình bán mấy cái máy và những cái pin này ha. Mình nhắc lại những cái pin mình bán là sẽ là 45.000 cho 25S và 50.000 cho Sony VTC5, và hình thức và nhận đóng khối tính tiền công thôi nha, cho nên không bao ship. Mua mấy khối thì anh em chuyển khoản thì nó sẽ nhẹ đi tiền ship cái khoản được ly cà phê cho anh em thôi. Chứ còn COD là một khối như thế này là trên từ 30.000 nha anh em. Đó. Bán nhiều khi anh em mua có mấy viên pin, có anh mua có mấy viên pin mà kêu mình bao ship thì mình từ chối luôn. Lại có mấy ngàn không đủ tiền ship. Cho nên là anh em chú ý cái mua hàng của mình, chú ý cái thông tin giao dịch cho mình nó rõ ha.
Rồi xin cảm ơn anh em đã xem clip này. Xin chào bạn và gặp lại clip sau nha.